giờ chính thái luôn cho nó đi, bây giờ cây này thì giải đốn nè, ăn nhiêu tiền nó coi được thì đốn luôn cây này rồi rồi đấy, rồi đấy. Cầm cái tay lại. Nắm nhánh lại hãy ơi. Tao cho nó sụ vô, tao tét lên, tao giục xuống.
Rồi rồi. Trời ơi, tao nhá. Sao này tao nhá xuống tao đi tước lên nó tước rồi. Là không có ấy gì trên cái tay tao ấy vừa ấy là tao nhấp cái tao đi liền. Nhấp gì cho sủ xuống tao tước là tao thấy xuống tước lên thấy xuống có mấy tàu đâu. Mấy tàu à, đấy tao nói lên bấm luôn bằng dây luôn cũng được. Cho nhảy xuống luôn. Xuống đi cho nó gọn gọn đi dễ làm. Em mới vừa xuống đi cho dễ làm phải không? Quá trời gió nó nạp luôn mà. Giờ nên cho anh lên cái cây dừa này luôn nha bạn. Tại vì mưa gió nữa. Ông anh không có mấy đứa bé trong nhà đó. Vô ra anh sợ nó rụng trái nè. Cho nên anh cưa bỏ luôn nha. Hôm nay cũng 3-4 quầy nha bạn. Dừa là trái hết sức trái à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chạy rồi tôi bấm bớt đọt đi để đưa nó đi quét ngoài. Nè Hải ơi. Tôi để nó vô lắm rồi, ấn nó vô rồi. Thôi sợ anh bẫy rồi. Bên chú Châu vốn quầy hả? Ba bồn Hải mà pháp sư mà sư làm không có gọn bóng. Sư làm gì đó quen rồi. Tử tám mà bỏ đi cái gì bỏ đi gì dụ sách không ai nghe đâu, ảnh trên cây rồi. Treo dừa cho chú Châu. Thôi cái đó chú treo luôn đi, tại là bấm dưới đen lóng là được rồi chú Châu ơi. Cắt ra cục xuống nữa vợ. Hai quầy. Đừng có cho nó gớt cháy đó. Rồi xuống luôn coi. Ừ hai quầy này biết nhiêu trái không? Sao vậy? Bao lúa chứ gì? Rồi bên kia ba quầy lắm ông ơi. Quầy trên giống gần 20 cái luôn. Hết biết từ vừa. Rồi, cắt đứt á. Nó cắt đứt gì á. Rồi, phải sợ mà cắt đứt gì à?
rồi, xuống luôn đó rồi. Xuống không? Xác rồi đi, xác rồi đi. Đó được rồi, đó được. Trái nó cũng biết quen rồi. Tao mở cái này để đựng cột cái đầu ngược đi. Thôi anh đưa đầu nó xuống luôn đi. Bỏ vậy, phăng cái thằng này lên nè. Lửa bốn quầy, còn cái dừa anh đây là cũng bốn quầy nhưng mà bỏ một quầy. Đi gan luôn ha. Thì đang trầu xuống mà, xuống anh cắt cái đó nên cho nó ngã ra trước được nha. Yeah.
lóng nữa đi. Kéo mấy tàu dừa xuống luôn kìa. Kéo nó luôn. Bẻ một trái 4.000 mà mới bẻ nhiêu. Bẻ nó mua luôn 4.500 mà kêu nó bẻ trái 2.000 nó không bẻ. Tim đỏ.